Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, thời tiết ngày mai ở miền Bắc tiếp tục hanh khô, sáng thì trời mát, tới trưa nắng lên, nhiệt độ tăng dần. Khu vực Trung Bộ thì mưa giảm, mưa bất chợt chỉ còn xảy ra ở một vài nơi. Còn tại Nam Bộ và cả Tây Nguyên thì sẽ có mưa rào kèm dông trong buổi chiều tối. Sau đây là dự báo chi tiết. Tây Bắc Bộ, ngày mai trời nắng, đêm sẽ có mưa một vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù gió nhẹ, mức nhiệt phổ biến từ 20 đến 31 độ. Chuyển sang khu vực Đông Bắc Bộ, đêm và sáng sớm trời lạnh 21 độ, trưa chiều có nắng hanh, nhiệt độ cao nhất lên mức là 33 độ. Bắc Trung Bộ có mưa bất chợt chỉ còn xảy ra ở Thừa Thiên Huế. Các khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Trị có nắng, trong đó nắng nhiều nhất ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh với mức nhiệt cao nhất 31 độ. Nam miền Trung ngày nắng gián đoạn, từ chiều tối sẽ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ trong ngưỡng từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên sẽ có mưa rào kèm dông trong buổi chiều tối. Tại Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa, nhiệt độ cao nhất 30-31 độ, riêng Đà Lạt 25 độ và nhiệt độ thấp nhất toàn vùng là 20 độ. Lui xuống các tỉnh thành Nam Bộ, mưa dông xảy ra về chiều, tập trung nhiều ở Tây Nam Bộ, dễ xảy ra gió giật và sấm sét. Sét đánh xuống thường có tính sát thương cao, vì thế khi nghe thấy tiếng sấm khi mà đang đi ngoài đường thì quý vị tốt nhất là nên dừng lại, tìm nơi kiên cố để tránh trú, tránh xa các cột điện, trạm biến áp. Nhiệt độ duy trì từ 23 đến 33 độ. Quay trở lại với thủ đô Hà Nội, ngày mai nắng lên liên tục từ sáng đến chiều với cường độ vừa phải, mức nhiệt không quá 32 độ và độ ẩm dưới 55%. Còn bây giờ, như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo trên địa bàn tỉnh. Đêm nay và ngày mai, tỉnh Bắc Giang tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam khối không khí lạnh khô, có cường độ suy yếu dần, trên cao trường gió phân kỳ hoạt động. Thời tiết ngày và đêm chênh lệch khá lớn, quý vị lưu ý là lựa chọn trang phục phù hợp, nhất là đối với người già và trẻ nhỏ. Cụ thể thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Giang như sau: khu vực phía đông ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ duy trì từ 21 đến 33 độ. Chuyển sang khu vực phía tây, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh từ sáng cho đến chiều và nhiệt độ trong ngưỡng là 23 đến 34 độ. Tại thành phố Bắc Giang, thị xã Việt Yên và các huyện lân cận, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất 23 độ và ngày nắng hanh nhiệt độ lên cao, tăng nhanh 33 độ. Còn bây giờ như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết trong 3 ngày tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.